Trước những vướng mắc xung quanh việc cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam chưa được giải quyết nhiều năm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các bộ ngành, chức năng liên quan xem xét, kiểm tra trụ sở của hãng phim truyện Việt Nam có địa chỉ tại số 4 đường Thụy Khuê Hà Nội, hoang tàn, đổ nát và tìm giải pháp phù hợp và có phương án xử lý tồn tại của hãng phim trước ngày 23 tháng 3. Đã hơn 7 năm nay, số phận và tương lai của hãng phim truyện Việt Nam vẫn là vấn đề nổi cộm, nhức nhối, chưa được giải quyết dứt điểm khiến nhiều nghệ sĩ thuộc đơn vị đã và đang phải chịu biết bao thiệt thòi khi không có lương hàng tháng, không có bảo hiểm xã hội. Nhiều cán bộ đến tuổi nghỉ hưu chỉ được hưởng chế độ thấp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, việc triển khai giải quyết những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện cổ phần hóa ở hãng phim theo kết luận của thanh tra chính phủ gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc. Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai việc thực hiện các nội dung tại kết luận thanh tra cũng như những chỉ đạo cụ thể của chính phủ. Với mong muốn giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn động địa chỉ số 4 Thụy Khuê. Các giải pháp phù hợp và phương án xử lý tồn tại sẽ được báo cáo trước ngày 23 tháng 3.